Các chị nào với cái tài chính loanh quanh từ trên 300 muốn tìm một chiếc xe tư nhân chính chủ gia đình đi, thì hôm nay em ngắt ô tô về cho chị một chiếc xe M2 Mazda 2 đời 2016 chị nhé, với động cơ 1.5 phiên bản số tự động. Một chiếc xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng rất là đẹp, cho anh chị có thể tham khảo lựa chọn và chúng ta đi gia đình nhé chị nhé. Một chiếc xe bao đẹp bao chất cho mọi người, và với mức giá loanh quanh chỉ có trên 300 thôi. Anh chị có nhu cầu quan tâm mẫu xe này thì có thể vào cùng em ngắt đi vào chi tiết cái mẫu xe này nhé. Được đầu tiên thì phần hệ thống ngoại thất của nó thì được trang bị cái màu sơn của nó là màu đỏ đô nguyên bản, được chưa ạ? Biểu tượng của dòng Mazda đặt ở giữa mặt ca lăng rất là đẹp luôn, được chưa ạ? Hệ thống đèn halogen siêu sáng cho mọi người, có hệ thống vành đúc la đăng phay đầy đủ hết chị nhé, lốp dép mới. Đấy, xe thì nói chung là cam kết cho anh chị là không lỗi và không có dịch vụ taxi gì cả nhé mọi người nhé. Đấy, với cái thiết kế của dòng Mazda 2 thì khá là nhỏ gọn, được chưa ạ? Nó đánh vào cái nó thuộc vào cái phân khúc hạng B đấy, cho chiếc xe Mazda 2 này. Với thiết kế về phần đuôi xe thì mọi người nhìn thấy cũng nhìn rất là khá là thể thao, được đúng chưa mọi người nhỉ? Con này thì về phần đuôi xe này nó có chưa có trang bị nó chưa được trang bị cảm biến nhé chị nhé. Lốp theo lốp mới, lốp còn rất là dày. Đấy, lốp còn rất là dày như này, được chưa ạ? Đăng kiểm thì rất là dài, đến tháng 10 năm 2025. Khi mà tiến sâu vào phần nội thất của nó thì với cái dòng Mazda thì đặc trưng của nó thì nội thất của nó là màu đen, được chưa ạ? Nội thất của nó là màu đen nguyên bản như này, ghế da đẹp nha anh chị nhé. Đấy, có màn hình này, đầy đủ này. Với thiết kế hệ thống điều hòa auto có điều hòa auto, điều hòa đúng không? Điều hòa auto anh chị nhé. Điều hòa auto đầy đủ cho mọi người này. Đó. Cam kết cho anh chị là đẹp không lỗi, cột kèo sắt xi, keo chỉ zin, máy số zin, máy gầm chất. Đấy, xe hoàn toàn không có lỗi lầm gì cả. Đấy, phần tắp lô tắp ly đẹp, keo chỉ zin toàn xe. Đấy. Với cái mẫu xe này thì em ngắt đang chào bán với cửa tiền loanh quanh tầm khoảng trên 300 thôi. Anh chị nào có nhu cầu quan tâm về mẫu xe này thì alo ngay xe ngắt ô tô anh chị nhé. Đây. Đấy, lốp dép gầm bệ của nó cực đẹp luôn. Đấy, anh chị có thể xem phần gầm bệ của nó này. Đấy, gầm bệ không có mục mọt gì nhé mọi người nhé. Gầm bệ rất là đẹp luôn, được chưa ạ? Đây ạ, đây phần tắp lô tắp ly của nó này. Đó. Xe thì nói chung là cam kết cho anh chị là không có lỗi lầm. Về cái dòng xe dòng Mazda này nó có trang bị đầy đủ và hệ thống chống trơn trượt đầy đủ cho anh chị này. Vô lăng có tích hợp phím bấm nhé. Đó. Hộp số tự động cho anh chị. Trần của nó là trần nỉ nguyên bản. Với cái dòng phân khúc B này thì nó không được thiết kế cửa sổ cho. Dòng phân khúc C và phân khúc D có cái dòng Mazda. Đó. Được trang bị đầy đủ tính năng an toàn như túi khí và hệ thống phanh ABS đầy đủ hết. Hệ thống điều hòa. Đấy, điều hòa auto cho mọi người nhé. Đấy, điều hòa rất là mát luôn, được chưa ạ? Đấy. Với cái phần hệ thống thiết kế của cái phần mặt tắp lô của cái dòng Mazda 2 này thì khá là đơn giản. Anh chị có thể xem đây, cửa gió này. Đấy, đây cũng là cửa gió nhé. Đấy, cửa gió được trang bị này. Đấy, thiết kế cái bầu hình tròn như này rất là hay. Với cái phần về phần máy móc thì em cam kết cho anh chị là máy số là không có ngập nước và không thủy kích nhé anh chị nhé. Đấy, trần nỉ nguyên bản theo xe. Đó. Nội thất ghế da nguyên bản theo xe cũng còn rất là đẹp, được chưa ạ? Tư nhân chính chủ gia đình sử dụng. Đấy. Anh chị nào có nhu cầu quan tâm về mẫu xe này thì nhấc máy alo ngay cho em. Tiếp theo em sẽ quay phần máy cho anh chị xem. Có màn hình nhé. Đấy, màn hình này nó là có trang bị này. Kể cả nghe gọi Bluetooth đầy đủ hết nhé. Kết nối. Đây em sẽ quay phần máy cho mọi người xem phần máy nhé. Máy thì rất là chất luôn. Đấy, máy gầm đại chất cho anh chị. Vâng, và đây là phần tổng quan khoang động cơ máy của xe này. Đấy. Riêng về phần máy của này thì cam kết cho anh chị là máy số zin không đâm sâu tai nạn không ngập nước. 2016 thì nhất 1.5. Đấy, 1.5. Đó. Rất là đẹp luôn, được chưa ạ? Máy số đây chị nhé, phần máy của nó rất là đẹp nhé, lốp máy của nó rất là đẹp luôn. Vâng, chị nào có nhu cầu quan tâm về dòng xe Mazda 2 2016 này thì nhấc máy alo ngay cho em ngắt ô tô và mọi người nhé. Rất cảm ơn mọi người, ai chưa follow kênh thì cho em xin một lượt follow kênh và đăng ký kênh nha các bác nhá. Xin chào và xin hẹn lại ạ. Anh chị có nhu cầu quan tâm thì alo ngay cho em nhé để sở hữu ngay cái mẫu xe này, và giá chào bán cho mẫu xe này là 335 củ nhé chị nhé. Ok mọi người ạ.